Chú chó kiếm được 100 triệu một ngày như thế nào? Gì? Bán khô bò mà doanh thu 100 triệu? Chị hay ra dẻ quá à chị Lan. Sao hay ra dẻ quá? Em sẽ tới công chuyện với chị Chiến này luôn. Chị thấy gì chưa? Em đặt hàng của chị nè, đó nó mới vừa giao tới em quay clip liền luôn. Cái khô của chị nó như thế nào mà chị bán được 100 triệu? Để con ngon không nghe. Đầu tiên đánh giá về cái cách đóng gói. Khô bò siêu cay được bỏ trong cái túi giấy khá là bảo vệ môi trường. Lúc mà khui hàng là bỏ trong thùng giấy đóng băng keo kỹ càng nha. Mà cái thùng tao dùng rồi bỏ qua nghe. Còn cái bịch xé sẵn không phải do hàng lõi đâu mà do tôi á. Tại thấy thơm quá nên là xé thử ăn miếng xong rồi mới quay clip. Tôi đặt hai size 200g với lại nửa ký. 200g thì giá là 279, còn nửa ký là giá 549 nha. Nè he, một điểm chờ. Bỏ cái bao ra bỏ vô trong cái mẹt thôi mà cái nhà mùi bò không. Ăn với khô bò là tôi chuẩn bị thêm một cái chén tắc nữa nè, thấy tinh tế ghê không? Đây tôi quay focus cho mấy bà xem nha. Bò không có bị dụng miếng nào ra miếng đó. Mà cái mùi của nó thơm lắm, thơm thiệt sự luôn. Thường thì khô bò bên ngoài nó sẽ khá là cứng và khô, không có thành miếng bự như vậy đâu. Còn cái khô bò này á thì nó vẫn còn cái độ ẩm nhất định. Nhưng mà cầm cái miếng bò trên tay là mình cảm nhận rõ liền à. Không nói nhiều nữa, bây giờ ăn luôn nha. Cách ăn đúng của món này á là mình sẽ xé bò ra trước. Tiếp theo là mình sẽ dắt một xíu tắc lên. Khô bò mà dắt thêm miếng tắc nữa nó ngon lắm. Đúng như cái tên món bò siêu cay. Trời ơi nó cay lắm mọi người ơi. Nhưng mà vị ăn ngon nha. Nhai thịt bò mà cảm nhận được từng xớ thịt bò luôn. Tạm ướp gia vị cũng đậm đà nha. Ngọt ngọt, cay cay, mặn mặn có đủ. Nhưng mà cái này ai mà không biết ăn cay là chịu thua luôn á, tại vì nó cay lắm. Cay quá. Cay quá tì ơi, tì miếng nút tì ơi. Nhưng mà nhai nhậm nhậm hồi bị gì lúc nào cũng hay luôn má. Giờ tôi đã biết tại sao bán 100 triệu rồi đó.